Mọi người đã xong mục tiêu cá nhân chưa ạ? Vâng, xong rồi ký tên, ghi số điện thoại vào đây, chụp ảnh lại nhá. Chụp ảnh lại, cái tờ giấy đấy thì mình mang về, một bức ảnh thì mình gửi lên group đại lý. Mọi người có group đấy đúng không ạ? Vâng, tôi biết ngay là có. Đừng gửi cho tôi, vâng, đừng gửi cho tôi. Vâng, tôi không biết gì về chuyện này đâu. Đấy, tôi lại gửi cho thầy, đây, của thầy đây, đúng không ạ? Thầy phải có trách nhiệm với em. Của nhóm 5 phút nữa. Only 5 minutes left. Ok. Lưu ý đối với mục tiêu cá nhân này, tờ giấy của các bạn thì các bạn mang về nhá. Tờ A4 thì mang về, nhưng mà chụp ảnh lại và gửi vào nhóm của các đại lý của cha con. Đấy, trợ lý kế toán của chị Trang sẽ lưu lại để đấy, để sau đó là chúng ta sẽ xem là tháng sau mọi người có đạt đúng mục tiêu của mình hay không. Làm ngay đi ạ. Chụp ảnh và gửi lên nhóm ạ. Vâng. Chụp ảnh và gửi lên nhóm ạ. Làm ngay đi ạ. Em ơi, nhạc em ơi. Chỉ còn 3 phút nữa thôi. Mục tiêu cá nhân đã xong chưa ạ? Vâng, xong rồi, chụp ảnh nhá. Ký tên, số điện thoại vào đấy, chụp ảnh gửi lên nhóm hay đi ạ. Mọi người đều có điện thoại, có 3G sẵn, gửi lên nhóm đại lý của cha con đi ạ. Ghi nhanh lên, còn có 2 phút nữa thôi, vẫn chưa nghĩ xong cái tên. Các mục tiêu cá nhân đề nghị chụp ảnh và gửi vào nhóm ngay. Đề nghị chụp ảnh và gửi vào nhóm ngay. Còn tờ giấy đấy mình mang về. Đấy. Sau hết buổi ngày hôm nay thì mọi người cần học cái gì thì tôi sẽ hỗ trợ mọi người.
học về sale bán hàng, học về Facebook bán hàng trên Facebook, học về Zalo, học về khuyến mại, học về phát triển hệ thống, đúng không ạ? Cái gì tôi hỗ trợ cho mọi người được. Vâng, chỉ còn khoảng 45 phút nữa chúng ta sẽ kết thúc, nên mọi người cố gắng tập trung ạ. Và dồn toàn bộ cái năng lượng của mình còn lại vào đây đi ạ. Vâng. Mọi người đã có một ngày dài rất là tuyệt vời rồi.